Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thực hiện thêm khu cách ly tập trung. Dịch Covid-19 có thể khiến ngành hàng không mất hơn 100 tỷ đô la Mỹ. Công ban tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề giao dịch tiền tỷ mỗi ngày. Thưa quý vị, tối qua Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 đối với bệnh nhân NHN, 26 tuổi. N đã đi thăm chị gái tại Anh cùng chị gái qua Italia du lịch và trở về Hà Nội vào ngày 2 tháng 3 trên chuyến bay VN0054. Trước đó, bệnh nhân trong nửa cuối tháng 2 năm 2020 đã đi du lịch tới Anh, Italia, Pháp. Nhưng khi về nước nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài ngày 2 tháng 3 không khai báo y tế chị N có địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện sốt nhẹ ngày 2 tháng 3. Ngày 5 tháng 3 cô sốt liên tục 38 độ C kèm theo ho nhiều có đờm mệt mỏi. N đi khám tại bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở 55 Yên Ninh Ba Đình được chẩn đoán viêm phổi. Từ 18 giờ ngày 5 tháng 3 bệnh nhân nhập viện bệnh nhiệt đới trung ương đang được cách ly theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại phòng áp lực âm của bệnh viện. Có 8 người tiếp xúc gần là bố và bác bệnh nhân, 5 người tạp vụ và một lái xe riêng có 17 người tiếp xúc với bệnh nhân tại Bệnh viện Hồng Ngọc. Hiện tại, sức khỏe của những người này đều bình thường, không ai có biểu hiện sốt, ho. Chuyến bay VN0054 có tổng cộng 201 hành khách, 4 phi công và 12 tiếp viên. Việt Nam Airlines đang phối hợp để ra soát. Trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch COVID-19 trên thế giới, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn để chủ động các biện pháp ứng phó. Thành phố cũng dự kiến thực hiện thêm khu cách ly tập trung ở huyện Cần Giờ, ngoài các khu cách ly ở huyện Củ Chi, Nhà Bè và quận 7. Yêu cầu tuyệt đối không được để sơ suất trong phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, thành phố đang dồn toàn lực cho công tác phòng chống dịch, ưu tiên cho ngành y tế. Thành phố chủ động mọi kịch bản cho các tình huống nhằm có giải pháp an toàn nhất cho người dân. Nếu dịch bệnh bùng phát quy mô lớn, có thể phải cách ly cả một phường, một quận. Một ca phát hiện ở trong cái, cái cao ốc của binh quận 7 thì cách ly cao ốc. Thậm chí là những cao ốc gần cái bên này có như phải không cho tiếp xúc rồi. Đấy, 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 Còn nếu mà nhiều cao ốc nữa thì thôi chắc nguyên cái khu phố. Mà nguyên khu phố đó các anh chị là, là, mấy chục ngàn đi. Đấy đấy đấy, 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 đấy. Thậm chí cả cái quận 7. Tính đến ngày 6 tháng 3, thành phố Hồ Chí Minh còn 4 ca nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm. Có 322 trường hợp đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố. 222 người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận huyện, 526 người đang được cách ly tại nhà, nơi cư trú. Sau khi có thông báo chính thức về ngày nhập học của học sinh để đảm bảo an toàn, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có công tác chuẩn bị dọn dẹp để đón các em đi học lại. Tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ân, khi học sinh bước vào cổng trường phải được đo thân nhiệt, sẽ có cán bộ nhân viên, giáo viên túc trực để hướng dẫn học sinh thực hiện đầy đủ các bước phòng chống dịch trước khi vào trường. Ngoài ra, nước sát khuẩn và khẩu trang miễn phí cho học sinh đã được bố trí. Bên cạnh đó, phòng cách ly được bố trí ngoài khuôn viên trường để sẵn sàng đưa học sinh có biểu hiện bị đau ốm vào đây. Nước sát khuẩn được trường bố trí tại các hành lang trước lớp để các giáo viên và học sinh có thể thuận tiện sử dụng sau các hoạt động sinh hoạt. Ngoài cái học sinh đến trường ra thì sẽ có phụ huynh hoặc là những cái đoàn thể người ta đến để phối hợp với mình trong các hoạt động giáo dục thì sắp quận trước rồi đeo khẩu trang y tế và liên hệ với bộ phận giám thị phòng tiếp dân để mà có những cái lịch trình trước. Bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ số lượng học sinh đi học, thì trường cũng thực hiện những biện pháp phòng chống, kiểm tra đối với bộ phận công tác bên ngoài vào. Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op vừa đưa ra thị trường 10 triệu khẩu trang vải sát khuẩn đạt chuẩn cho người tiêu dùng. Việc này nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khẩu trang của người dân trong mùa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Từ đầu tháng 3, khoảng 10 triệu khẩu trang vải sát khuẩn đạt chuẩn sẽ được bán ra thông qua hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op trên cả nước. Khẩu trang vải nhãn hàng riêng Co-op được bán không lợi nhuận với giá trung bình là 7.000 đồng một cái nhà cung cấp cho biết loại khẩu trang vải này có thể diệt khuẩn hoặc ức chế vi khuẩn phát triển nhờ các chất kháng khuẩn được đưa vào chất vải một cách hợp lý không gây hại cho sức khỏe và thường thị với môi trường hiện sài gòn co op vẫn đều đặn đưa ra thị trường khẩu trang y tế thương hiệu riêng nhưng sẽ ưu tiên phân phối cho các cơ quan đơn vị chuyên môn tiếp xúc với người dân khách hàng đặc biệt là ngành y tế Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khởi công dự án nạo vét bùng lắng dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Dự án có chiều dài 9 km nhằm cải tạo dòng kênh được trong sạch hơn, đảm bảo cho việc tiêu thoát nước, dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 36,5 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên từ năm 2012, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè được nạo vét. Do khó khăn về địa hình, việc nạo vét cả tuyến kênh sẽ chia làm 3 giai đoạn. Tất cả bùng thải sẽ được đưa về khu liên hợp xử lý chất thải đa phước. Tại vì đúng ra cái người dân của mình ở đây phải tự hào là coi như cái thành phố của mình à, nó có con sông rất rất là đẹp. chú hy vọng là người dân nên có ý thức chút. Tại vì mình nhìn đó là tức là em cháu hay là những người thợ tới ta làm vậy. Rồi mình mình nhìn đâu bây giờ nó dơi. bây giờ người ta làm sạch rồi bây giờ mình nếu không ý thức mình cứ qua chút nữa thì nó, nó, nó không coi được. Trước đó rác và bùng thải trong các tuyến cống chảy vào kênh cùng với ảnh hưởng dòng chảy từ sông Sài Gòn khiến kênh bị bồi lắng, cá chết thường xuyên, bùng dày đặc bốc mùi hôi thối mỗi khi nước rồng Việc nạo vét này mang lại vẻ đẹp mỹ quan cho thành phố, nhưng quan trọng hơn hết là đảm bảo tăng dung tích chứa nước, góp phần chống ngập nước. Liên quan đến công trình xây dựng trái phép gây bức xúc dư luận trên đèo Mã Pì Lèng, dự kiến một hội nghị tư vấn sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 3 này nhằm đưa ra các phương án lựa chọn phù hợp cho công trình Panorama. Trước đó, ngày 4 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang bà Hà Thị Minh Hạnh đã ký công gian đôn đốc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục đầu tư dự án liên quan đến công trình xây dựng panorama Mã Pì Lèn. Kèm theo đó là dự án khu du lịch sinh thái tâm linh Lũng Cú và dự án thang máy ngắm cảnh tham quan di tích đồn cao huyện Đồng Giang. Chúng tôi cũng đang tham mưu chủ Ủy ban dân tỉnh là sẽ mời các chuyên gia, các nhà khoa học đặc biệt là các cái chuyên gia về lĩnh vực di sản văn hóa rồi là di sản địa chất địa mạo. Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật, tham vấn ý kiến chuyên gia để có giải pháp khắc phục phù hợp. Theo bộ, cần cải tạo chỉnh trang thành điểm dừng chân ngắm cảnh cho khách du lịch, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, không tác động tiêu cực đến môi trường và phù hợp với bản sắc văn hóa truyền thống địa phương. Dịch COVID-19 có thể khiến ngành hàng không mất hơn 100 tỷ đô la Mỹ, khiến ngành này rơi vào tình trạng chưa từng có, đây là nhận định từ chuyên gia kinh tế trưởng của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế IATA trong khuôn khổ một cuộc họp báo ở Singapore vào ngày 5 tháng 3. Các chuyến bay bị đình chỉ, khách du lịch bỏ tour và các sự kiện phải hủy, dịch COVID-19 đã gây thiệt hại lớn cho ngành vận tải hàng không. Trước đó, ngày 20 tháng 2, IATA đã công bố ước tính đầu tiên về doanh thu bị mất là 29,3 tỷ khi dịch bệnh hoành hành Trung Quốc, nhưng hiện giờ con virus đã lây lan sang hơn 80 quốc gia. Các hãng hàng không ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn và sẽ chịu nhiều tổn thất hơn so với dịch sạc năm 2003. Do đó, việc mất khoảng 13% số lượng hành khách vào năm 2020, về mặt tài chính có nghĩa là mất khoảng 28 tỷ đô la. Các chuyên gia cũng kêu gọi các chính phủ giảm thuế và phí. Kịch bản nghiêm trọng nhất cho thấy doanh thu toàn cầu giảm 19% từ vận tải hành khách, một lĩnh vực tạo ra doanh thu 838 tỷ đô la vào năm ngoái. Dịch COVID-19 đã dán một đòn mạnh vào ngành vận tải hàng không giống như bị ảnh hưởng sau các cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2002 và cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009. Với quyết tâm phục hồi thị trường du lịch, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều chương trình quảng bá điểm đến Việt Nam với thông điệp Việt Nam điểm đến an toàn. Trong thời điểm hiện nay, làm sao để chương trình quảng bá này thực sự hiệu quả là vấn đề được doanh nghiệp quan tâm. Thay vì lây hoay với các giải pháp kích cầu, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng sang khai thác thị trường nội địa. Hàng loạt tour du lịch trong nước với mức giá tiết kiệm kèm ưu đãi hấp dẫn được tung ra. Chúng ta phải đánh trên diện rộng và cái quan trọng là người ta luôn nghĩ về Việt Nam có tốt không? Và người Việt Nam có nghĩ là những điểm đến có tốt không? Có thực sự an toàn không? Đấy là việc làm của chúng ta. Hưởng ứng thông điệp này, Việt Nam Airlines cũng tăng tần suất khai thác các chuyến bay nội địa, đồng thời đưa ra nhiều chương trình giảm giá vé trên hầu hết các chặng bay. Cái việc giảm giá này nó không đơn giản, không đơn thuần, chỉ là nhằm kích cầu mà nó vẫn là một cái cứu cánh để mà doanh nghiệp tồn tại trong giai đoạn khó khăn. Trước mắt, các doanh nghiệp du lịch chọn những vùng an toàn, chủ động phối hợp với các địa phương để đưa khách đến, sau đó lên kế hoạch mở rộng ra tất cả các vùng miền sau khi hết dịch để vực dậy thị trường du lịch cả nước. Tiếp theo trong chương trình đưa ngư dân gặp nạn tại huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa về thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. phát hiện hàng chục ngàn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Trở lại chương trình với các thông tin an ninh trật tự. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề quy mô lớn. Bình quân mỗi ngày số tiền giao dịch từ hoạt động phi pháp này lên đến hàng tỷ đồng. Hoạt động cờ bạc lô đề này là do Nguyễn Văn Thanh, tức Thanh sinh năm 1990, ở tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống, cầm đầu. Trước đó, ngày 4 tháng 3, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã đột kích vào nhà Thanh, bắt quả tang hoạt động cờ bạc. Cũng trong ngày đó, 4 đối tượng khác trong đường dây này cũng bị bắt giữ, gồm Mai Xuân Dũng, Đỗ Văn Thắng, Lê Thanh Phong và Lê Xuân Bùi. Theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng 1 năm 2020, Nguyễn Văn Thanh lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề có quy mô lớn. Hoạt động của bọn chúng rất tinh vi, cho các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, áp dụng phần mềm phân tích số hóa để tập hợp các bản giải số rồi cho các đối tượng đánh bạc qua tin nhắn trên mạng xã hội Facebook hoặc Zalo với lượng tiền từ 70 đến 100 triệu đồng một lần. Với thủ đoạn này, bình quân mỗi ngày Nguyễn Văn Thanh đã tổ chức cho các con bạc đánh lô đề với số tiền giao dịch gần 2 tỷ đồng. Ngày 6 tháng 3, hai ngư dân gặp nạn tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã được khẩn cấp đưa về thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu chữa trị. Hiện hai người này đang được theo dõi, chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Trước đó, một người dân sinh năm 1967 bị hội chứng giảm áp khi đang khai thác hải sản trên biển, được đưa vào bệnh xá đảo sông Tử Tây, quyền đảo Trường Sa, trong tình trạng bại yếu chân phải, nguy cơ tắc mạch, hoài tử ruột và chân phải, suy thận. Người dân còn lại sinh năm 1984 bị ngã trên tàu, được bệnh xá đảo An Bang, quyền đảo Trường Sa siêu âm, cho thấy bị dập thận, dập gan. Cả hai trường hợp được đề nghị khẩn cấp đưa về đất liền cấp cứu. Tối 5 tháng 3, Tổ bay trực thăng của binh đoàn 18 và tổ cấp cứu đường hàng không của bệnh viện quân y 175 nhận lệnh bay ra Trường Sa tiếp nhận hai bệnh nhân. Trưa 6 tháng 3, hai bệnh nhân được đưa về tới thành phố Hồ Chí Minh và được chuyển ngay về bệnh viện quân y 175. Một nam thanh niên bất ngờ rơi từ tầng 13 của một tòa nhà chung cư tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, trúng xe hơi đậu ở vỉa hè dưới sân tòa nhà, nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Vụ việc xảy ra sáng qua tại tòa nhà chung cư dầu khí phường Quang Trung, thành phố Vinh. Nạn nhân được xác định là Hoàng Nghĩa Thống, 27 tuổi, trú Nghệ An. Theo một số người dân sống trong tòa nhà, chiều 5 tháng 3, anh Thống đến chơi ở nhà bạn tại chung cư rồi ngủ lại. Đến sáng 6 tháng 3 thì xảy ra sự việc trên. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Hàng chục ngàn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đã bị phát hiện tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đưa ra vào hôm qua. Đơn vị này cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Qua công tác nắm thông tin cơ sở, lực lượng chức năng đồn biên phòng cửa khẩu biết được tại nhà Nguyễn Thị Úc Trâm, sinh năm 1989, ngụ ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, đang trữ một số lượng lớn khẩu trang y tế. Tiến hành kiểm tra vào chiều 5 tháng 3, Tổ công tác phát hiện tại nhà đối tượng 17 thùng đựng khẩu trang các loại, mỗi thùng 50 hộp, mỗi hộp 50 chiếc với tổng số lượng 42.500 chiếc. Tại thời điểm kiểm tra, Út Trâm không xuất trình được hóa đơn chứng từ của số khẩu trang nói trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng, dù việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 6 tháng 3, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật hành vi xả thải nước không qua xử lý ra môi trường của một công ty chuyên giặt ủi. Hàng ngày, nước thải từ hàng tấn đồ giặt cho các nhà trọ đã đi thẳng ra sông suối. Giờ chiều ngày 3 tháng 3, cơ quan chức năng đã kiểm tra đột xuất công ty giặt ủi tại xã Cửa Dương, thì phát hiện đơn vị này đang hoạt động giặt ủi nhưng không có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải được dẫn theo đường ống xả trực tiếp ra môi trường. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện công ty này không có lập thủ tục hồ sơ về môi trường. Đoàn kiểm tra tiến hành thu mẫu nước thải đưa đi giám định mức độ ô nhiễm, đồng thời lập biên bản yêu cầu công ty nhanh chóng điều chỉnh những sai sót trên. Công ty Blue Moon có diện tích 1.000m2 với số lượng công nhân trên 100 người. Mỗi ngày, công ty này nhận giặt ủi từ 1 đến 2 tấn sản phẩm các loại cho các nhà trọ, khách sạn trên địa bàn quyền Phú Quốc. Luật xử lý vi phạm hành chính ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Những quy định về xử lý tiêu hủy tăng vật thu giữ do vi phạm hành chính như xe máy hoặc là xe bán cá vẫn còn nhiều bất cập gây khó khăn trong việc xử lý. Tại trụ sở công an quận 12, những chiếc máy bán cá này đã bị lực lượng chức năng tịch thu nhưng sau một năm vẫn chưa được tiêu hủy. Nguyên nhân là do một số vướng mắc của các quy định pháp luật liên quan. Có những cái mà thuộc về cơ chế không ai dám dám bỏ cái phần cơ chế khó khăn nó đi mà ai cũng cứ dựa vào đó thành ra sinh ra hiện nay là tất cả các cơ quan mà hành chính chúng ta hầu như đều phải giữ cái này mà không ai dám xử lý. Tại bãi giữ xe tăng vật của công an quận 9, ước tính có hơn 2.000 phương tiện bị tạm giữ đang nằm trong kho. Điều này không chỉ gây lãng phí mà còn tiềm ẩn nguy cơ về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thế nhưng việc tìm kiếm phương án giải quyết là điều không dễ dàng. Công an quận đang ký nghị công an phố là cũng đề nghị bộ công an là uh, uh, ủy quyền lại cái phê việc dự án cho giám đốc của thành phố. Từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 12 năm 2019, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 6,35 triệu vụ vi phạm hành chính. Tuy nhiên, chỉ có gần 5,5 triệu vụ đã bị xử phạt, còn lại là chưa xử lý được. Trở lại với phần tin văn hóa trong nước, sau 4 năm sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau, anh Nguyễn Khắc Thủy ở Hà Nội đã gom cho mình được bộ sưu tập hơn 1.000 chiếc đài cassette cổ có giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng. Bộ sưu tập được đặt trang trọng trong hai phòng riêng biệt. Các mẫu radio cassette trong bộ sưu tập có chất lượng cao, được sản xuất tại Nhật, Nga, Đức, Hà Lan, từng được người Việt sử dụng. Theo chủ nhân bộ sưu tập, Sản phẩm lâu đời như vậy mới giúp anh vừa giải trí, vừa cảm nhận rõ ràng hơn về những hoài niệm ngày xưa. Mặc dù các thiết bị âm thanh điện tử ngày càng hiện đại, chất lượng cao, nhưng anh Thủy cũng như những người đam mê chất âm mộc mạc vẫn chọn đài cassette là thiết bị âm thanh chủ yếu để giải trí. Băng cassette được giữ cẩn thận trong các vỏ hộp băng bằng nhựa cứng. Người chơi đài radio cassette phải thường xuyên lau chùi bề mặt của máy, chống bám bụi gây hỏng các mạch điện, phòng phải thoáng khí để đài không bị ẩm mốc, hỏng hóc. Thông tin cập nhật về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tính đến hiện tại, theo số liệu từ trang Worldometers, số ca nhiễm trên toàn thế giới đã là 101.906 ca, 3.465 ca tử vong đã được ghi nhận. Số ca được chữa khỏi đã tăng lên thành 56.123 ca. Riêng tại Trung Quốc đại lục, số người mắc COVID-19 thêm 167 ca mới so với hôm qua, lên 80.576 ca, số ca tử vong là 3.042 ca, số ca được chữa khỏi đã tăng thành 53.929 ca. Tổng số ca nhiễm toàn cầu đã vượt quá cột mốc 100.000 sau khi nhiều quốc gia công bố số ca nhiễm tăng đột biến, trong đó riêng Iran ghi nhận kỷ lục hơn 1.200 ca nhiễm mới trong ngày 6 tháng 3. Italia là nước đang có số ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 nhiều nhất sau Trung Quốc với 197 ca, kể đến là Iran 124 và Hàn Quốc 43 ca. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi tất cả các quốc gia trên toàn thế giới nên xem việc ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19 là ưu tiên cao nhất. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hãy tiếp tục cập nhật các thông tin trong chương trình 60 giây chiều phát sóng vào lúc 18h30 phút trên hai kênh HTV7 và HTV9. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.